chậm thôi. Ngồi yên. Phục vụ rất chu đáo ha, so với mấy cô y tá ngoài kia còn tốt hơn nhiều á. Tôi thấy anh cố tình thì có, nói cái gì mà cũng lưu ly gần hơn chứ. Sao anh không đem chìa khóa phòng số 9 của mình? Bây giờ cô nói chuyện này với tôi. Sao vậy? Đau 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 ở đây, ở đây đâu, đâu. Đưa tôi coi. Nằm miếng đừng động đậy. Nằm miếng tôi giờ cả người tôi đau dữ lắm đó, thật đó, động đậy một chút là tôi đau. Hai chúng ta cứ nằm yên giữ nguyên tư thế này nha. Anh ngồi dậy đi. Nằm miếng đừng động đậy nha, cầu xin cô đó. Dừng lại. Kêu ai dừng lại? Nè. Đúng. Dừng tay. Đối với cô tôi không đủ sức kháng cự. Bây giờ hai chúng ta nằm ở tư thế này, tôi càng không thể kiềm chế được. Bây giờ tôi bắt đầu hỏi cô mấy câu. Nếu như cô trả lời không đúng, tôi bảo đảm tối hôm nay cho dù tôi có đau cũng làm cô trở thành người của tôi đó. Chuyện này mà cũng cần đảm bảo, đúng là không biết nhục mà. Nè, tôi bắt đầu hỏi nghe. Trong bữa tiệc hồ bơi hôm trước, chúng tôi lên kế hoạch giết Hanada. Xuất hiện một người cầm súng bắn tỉa bắn hắn, có phải cô không? Hôm nay lúc cô xuất hiện, tôi thấy thân thủ và cách đánh của cô giống y chang người bịt mắt giết Hanada. Người đó chính là cô, phải không? Nếu như anh đã nhìn ra rồi, vậy sao còn hỏi tôi làm gì? Lý do là gì? Tại sao cô giết chết hắn? Được rồi, tôi biết cô sẽ không nói tôi nghe đâu. Câu hỏi tiếp theo là, mục tiêu tiếp theo của cô là ai? Anh hỏi chuyện này làm chi? Hôm nay trong lúc cô ra tay cứu tôi nhìn thấy thân thủ của cô. Nếu muốn ngăn cản cô, chắc chắn không được. Tôi đã không thể ngăn cản cô được, thì tôi phải tham gia vào kế hoạch của cô. Hai chúng ta hành động, có chuyện gì sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Đau quá. Nói tôi nghe đi. Trung tá Âu Dạ Ma, tên khốn kiếp đó, tôi cũng rất ghét hắn ta. Tôi thấy hắn giống như chủ nợ của tôi vậy. Tôi đã trả lời câu hỏi của anh rồi á, anh mau bỏ tay ra đi. Câu hỏi cuối cùng thôi. Sau này mỗi khi hành động, cô phải nói cho tôi biết trước, được chứ? Được rồi. Cô nằm miếng. Nếu như không tận mắt nhìn thấy thì tôi chắc chắn nghĩ vết thương trên người anh là giả đó. Dĩ nhiên là thật rồi. Nếu như tôi không ép cô như vậy, cô có trả lời câu hỏi của tôi không chứ? Được rồi, không nói nữa. Tôi muốn ngủ một lát. Không biết nhục. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Bách Lạc Môn.
tỉnh rồi. Tôi bị thương như vậy, cô vui lắm hả? Mặc đồ sặc sỡ vậy. Nếu anh mà chết thật á, tôi sẽ không mặc đồ sặc sỡ đi thắp nhang cho anh. Ồ. Xin lỗi nha, tôi nói sai rồi. Ồ. Tiểu thư, họ tới rồi. Mau vào đây. Lưu Ly Tử, cảm ơn cô đã chăm sóc cho Đông suốt cả đêm. Nói gì vậy? Anh ta vì tôi nên mới bị thương mà. Bị thương rất là nặng luôn. Tối qua anh ta nói lung tung bậy bạ, uống mấy viên thuốc hạ sốt cũng không hạ sốt được. Hôn mê bất tỉnh tới bây giờ luôn á. Chúng ta phải làm sao đây? Lưu Ly Tử, đừng lo lắng. Tôi và Trình Nặc đưa Đông về nhà, chắc chắn chữa lành vết thương. Yên tâm đi. Ờ. Nè. Cẩn thận. Từ từ thôi. À, đây. Cẩn thận đó. Coi chừng nha. Lưu Ly Tử, em có trong phòng không? Triệt. Lưu Ly Tử, làm sao đây? Em có trong phòng không? Cái anh trúng trong tủ quần áo đi. À, đi. Mau, mau lên, mau dọn dẹp đi. Em biết rồi. Em có trong phòng không? Lưu Ly Tử. Triệt, sao tới sớm vậy? Em sao rồi? Bọn chúng không làm khó em chứ? Em có bị thương không? Em vẫn khỏe mạnh, không có bị thương gì hết. Anh sao vậy? Sao cơ thể của anh lạnh quá vậy nè? Còn run nữa, anh bị bệnh hả? Lưu Ly Tử, hôm qua anh vừa chạy tới tòa nhà đó, liền nhìn thấy trên nền nhà toàn là thi thể. Anh sợ trong đống thi thể đó có thi thể của em. Cái cảm giác đó, bây giờ anh nhớ lại vẫn cảm thấy sợ. Anh nhìn đi, em vẫn khỏe mạnh, em đâu có bị thương. Hôm qua, sau khi Nạp Lan Đông tới cứu em và anh ta đã rời khỏi chỗ đó, em không sao hết. Anh sao vậy? Có chuyện gì? Tối hôm qua Tẩy Tâm nói chuyện với em tới khuya nên ngủ ở đây luôn á. Tiếng thở đó không phải phát ra từ chỗ này. Tiếng thở gì chứ? Là tiếng thở của đàn ông. Đâu có đâu, em không nghe thấy gì hết. Đi. Xin lỗi em, có lẽ tối qua anh ngủ không ngon nên không tỉnh táo. Không sao đâu. Anh xin lỗi. Anh đói phải không? Chúng ta đi ăn sáng đi. Ra ngoài đi. Tẩy Tâm, phía sau cái tủ sao lại có mật thất? Lúc xây Bách Lạc Môn đã có rồi. À, vậy tụi anh... Các anh đi về đi. Xin mời. Cảm ơn. Cô em kìa, sao mới sáng sớm lại giống như người mất hồn vậy? Không có gì. Chắc chắn là chuyện hôm qua khiến cho em hoảng sợ. Được ta, không kịp thời tới để cứu em. Sao có thể trách anh được chứ? Chuyện tối hôm qua xảy ra bất ngờ như vậy, ai mà biết trước được. Tại sao con người có thể đáng sợ như vậy chứ? Không lẽ chỉ vì yêu một người mà có thể bất chấp thủ đoạn được sao? Rena tiểu thư thường ngày rất dễ thương đáng yêu, nhưng mà lại gì đâu trở thành một con ác quỷ.
làm chuyện tàn nhẫn độc ác như vậy. Cuối cùng hại bản thân mình mất mạng. Em gọi cô ta là gì? Đúng. Sao vậy anh? Không phải anh cũng gọi anh ta như vậy sao? Không phải. Chỉ là anh không thể ngờ, trước đây em rất ghét cậu ta, mà bây giờ lại đổi cách xưng hô. Lần này cậu ta cứu em coi như cũng rất đáng. Em định báo đáp cậu ta thế nào? Anh nghĩ đi đâu vậy? Anh nghĩ em nên báo đáp thế nào hả? Báo đáp sao cũng được hết, chỉ cần đừng kêu em lấy thân báo đáp là được. Anh nghĩ bạn thân của anh sẽ làm vậy sao? Anh hiểu con người cậu ta, và cũng thấy rất nhiều cô gái bị cậu ta gạt. Cuối cùng tất cả mọi người đều có kết cục bi thảm. Vậy sao? Anh nghĩ sau này anh nên dạy dỗ cho em, lỡ như rơi vào tình huống nguy hiểm gì giống như hôm qua, để trước khi có người tới cứu em, ít ra em cũng có thể tự bảo vệ mình. Em nghĩ sao? Hả? Anh nói cái gì vậy? Anh nói là anh muốn dạy dỗ cho em, mới không lo lắng nữa. Em tay chân yếu xìu sao có thể học võ được chứ? Anh không cần dạy. Em không học được đâu. Em cũng không thích đánh nhau. Không phải anh rất giỏi võ sao? Anh bảo vệ em là được rồi. Dĩ nhiên anh sẽ bảo vệ cho em. Em thực sự khiến cho người khác thương xót, muốn che chở cho em. Tại vì từ nhỏ cha mẹ đã không ở bên, không có ai che chở bảo vệ em, cho nên em mới giả bộ kiên cường mạnh mẽ đúng không? Sau này anh sẽ che chở bảo vệ cho em. Cảm ơn. À phải rồi, anh chưa từng nghe em kể chuyện của cha mẹ em. Họ là người ra sao? Em kể cho anh biết chuyện người nhà em đi. Anh thực sự muốn nghe. Không có gì để kể hết. Cha mẹ em chết rất sớm, em cũng không muốn nhắc lại đâu. Anh xin lỗi Lưu Ly Tử, làm cho em buồn rồi. Cho dù thân thế của em là như thế nào, anh cũng sẽ mãi yêu em. Khỏe luôn, khỏe luôn. Đi qua tôi thử rồi, có gì vui không? Đi. Rồi tìm chỗ nào rượu đi hả? Đã luôn á. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Sảng khoái thiệt ha. Ngày mai tiếp tục. Ừ, yên tâm.
công phu cô tốt như vậy? Chắc là thành viên Athena mà ngài Miyashita và đại tá Fukaya đang truy nã khắp nơi. Ngoan ngoãn bó tay chịu trói, ta sẽ tha cho một mạng. Nếu không... Cô nắm chặt tay tôi, đừng buông ra, nắm chặt. Cô cứu tôi thì có ích gì? Cha mẹ và em trai tôi chết hết rồi, bây giờ chỉ còn là một mình tôi còn bị cái đám cầm thú đó. Anh ấy sẽ không chấp nhận tôi như vậy nữa. Cô hãy để cho tôi chết đi cho rồi. Cô đang nói tới người cô yêu cô đúng không? Hai người là thật lòng yêu nhau phải không? Vậy thì cô nên lựa chọn tiếp tục sống. Nếu như đổi lại là cô cũng hy vọng anh ta chọn cách sống tiếp. Nếu như cô chết, anh ta sẽ rất đau khổ, nên cô đừng làm vậy. Tôi chết rồi, anh ấy chỉ tạm thời đau khổ thôi. Nhưng nếu như tôi tiếp tục sống thì anh ấy sẽ đau khổ suốt cả đời. Cô không hiểu được đàn ông trên thế gian này đâu. Khi cô là con gái, anh ta sẽ coi cô là bảo bối. Khi cô biến thành đàn bà, anh ta sẽ coi cô như cỏ dại. Thay vì để bị anh ta chê cả đời, chỉ bằng chết đi cho rồi. Như vậy anh ta còn nhớ tới sự trung trinh của cô, sau này cũng sẽ nhớ tới cô như một người số khổ. Cô buông ra đi. Cô gì muốn anh ta nhớ tới mình mà muốn chết vậy, có đáng hay không hả? Cô thật là ngốc. Con người còn sống thì mới có hy vọng được. Nếu anh ta vì cô gặp bất hạnh mà bỏ rơi cô, vậy thì anh ta đối với cô không phải là thật lòng. Người như vậy càng không đáng để cô chết. Cô phải sống thật tốt, quên đi quá khứ, làm lại từ đầu. Cô nhất định chưa được người đàn ông thật lòng yêu cô xuất hiện mà. Tôi một mình không nơi nương tựa, không biết sau này phải sống tiếp thế nào. Xin tiểu thư nhận tôi. Lúc nãy tên người Nhật đó cũng nói rồi, nếu như cô đi theo tôi, cô sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Cô không sợ sao? Có thể đi theo đại anh hùng như tiểu thư là phúc phần của tôi. Tiểu thư, cô yên tâm, tôi sẽ không nói gì với ai hết. Tên của cô là gì? Vô Ngân, Quý Vô Ngân. Chạy đâu vậy? Đứng lại đây! Đứng lại đây! Chạy đâu vậy? Đứng lại! Đứng lại! Đứng lại! Đứng lại! Đứng lại! Đuổi theo tụi bay! Đứng lại! Đứng lại! Chạy! Chạy đâu? Chạy đâu? Chạy đâu? Chạy hả? Chạy nè! Chạy nè! Bắt lại, bắt lại đi, bắt lại đây. Ah!
Đi em. Đi. Quỳ xuống. Chết rồi. Quỳ xuống. Cầm miệng. Mày hả mày? Chúng tử rồi mày. Đâu mày lên. Qua đi mày. Gì vậy? Không có lên mày đánh người đầu mày bây giờ. Quỳ. Hơi. Đi đâu lên. Đi. 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 Nè, làm gì vậy? Nè, làm gì vậy? Làm gì vậy? Cầm miệng. Mày đứng lên. Cậu sao vậy? Chạy. Good.
năng lực cô gái này yếu quá, dẫn đi theo không tiện cho lắm. Không sao, cô ấy hiểu chuyện. Nếu tôi đã cứu cô ấy thì phải chịu trách nhiệm cho tới cùng. Được, tối nay bọn anh hành động chỉ vì muốn cứu thêm vài người dân vô tội, không phải bám theo em đâu, tình cờ thôi. Được, mạnh ai nấy làm đi, thời gian cấp bách, cứu được người nào hay người đó. Được, anh đi bên đó. Chúng tôi đi bên này. Được. Nè, cẩn thận một chút. Anh cũng vậy. Và Lồng Tiếng tại Phim TV. Cây súng này giao cho em. Em cần phải học cách sử dụng nó, đem nó bên mình để bảo vệ em. Chị thật là tốt với em quá. Chính chị đã cho em sinh mạng thứ hai. Dù gần sinh thệ, đời này kiếp này em sẽ không bao giờ rời xa chị, cũng sẽ không bao giờ phản bội chị. Nếu trái lời thề, trời tru đất diệt. Quốc hồn bất diệt. Thì đó, tới rồi kìa, xe đổ lính vô đó. Ghê không? Xin lỗi, bắt mặt trời đông quá. Nếu anh lên sao mà bắt nhiều người quá vậy? Quá ta, chứ đi đâu sao mà đông quá, đông đông dữ vậy? Đông quá, rõ quá. Chuyện này là sao vậy? Nhiều quá đi. Những người này làm sao mà bị bắt vậy? Đâu đâu quá trời vậy nè. Đánh ra. Đông quá. Nghe tổng lãnh sự, báo cáo thị trưởng. Tổng lãnh sự Miyashita đem quân áp giải một đám đông dân chúng tới bao vây tòa nhà của chúng ta, không biết là muốn làm gì. Đang ở đâu? Ở ngay trước quảng trường. Tên người Nhật này tính làm gì? Đang yên đang lành như vậy không chịu, cứ tới đây gây phiền phức cho tôi. Thị trưởng, cảnh trưởng Âu Dương tới rồi. Mau mau mau, mau kêu cô ta vào. Mau lên. Dạ. Đi. Âu Dương, sáng sớm nay binh sĩ đã tập kết xong, chỗ này rất an toàn, thị trưởng ông có thể yên tâm. Cái gì? Các cậu đã biết chuyện này từ trước rồi à? Tại sao không nói tôi biết một tiếng vậy? Trước khi có tin tức chính xác, tôi không dám nói với ông. Nói nhảm. Bây giờ cậu đã có tin tức chính xác, nhưng người ta cũng đã tập kết xong xuôi đánh tới rồi kìa. Cậu còn có đường nào để lui đây? Uống cho cậu tốt nghiệp lại xuất sắc trường quân đội, thời cơ tác chiến là gì cậu hiểu không? Thị trưởng dạy dỗ rất đúng. Tình hình này coi bộ sắp có thảm sát rồi. Âu Dương, lần này hắn muốn đem những người dân này tới để uy hiếp chúng ta. Hắn đang dùng chiêu giết gà dọa khỉ. Đây là muốn cảnh cáo chúng ta, cũng là để cảnh cáo Athena, muốn thử xem ai giết người nhiều hơn. Chạy thôi chỗ này đi.
đừng nhìn nữa. Mau báo chuyện này cho chính phủ Nam Kinh. Dạ. Như vậy rồi thôi sao? Đám người Nhật đó giết hại biết bao nhiêu đồng bào của chúng ta. Chúng ta là chính quyền của một phương, chẳng lẽ ngồi yên không làm gì hết sao? Chúng ta có thể làm gì? Đăng lên báo kháng nghị khiển trách nặng nề, hay là xuất binh thảo phạt chúng? Trong thỏa thuận khung lúc trước, chưa được chính phủ Nam Kinh phê chuẩn ai tự xuất binh, coi như phản quốc. Âu Dương, chúng ta không thể làm gì cả. Ông có thể báo cáo chuyện này theo đúng sự thật, đề nghị chính phủ Nam Kinh can thiệp vào. Nam Kinh thành trì kiên cố, ấm áp như xuân, chút chuyện nhỏ này họ không thèm ngó tới đâu. Người dân vô tội chết oan uổng như vậy. Sao lại nông nổi này? Athena, không phải tự trưng cho công bằng sao? Tại sao lại như vậy chứ? Sẽ không có thêm người đổ máu vô ích nữa. Con đường hòa bình còn ở phía trước. Chúng ta chắc chắn sẽ trả lại cho họ hòa bình và tự do thật sự.
Oda đã nhân thăng chức thư ký trưởng, chắc không để ý thuộc hạ thắng anh thêm một gián chứ? Không đâu, tôi theo. Anh được thăng chức sao? Vậy tối nay có phải chúng ta nên ăn mừng không? Thư ký trưởng, anh đang chờ ai sao? Ăn mừng thế nào đi, anh nói đi. Ăn mừng như thế nào tùy các anh thôi. Tóm lại tôi sẽ bỏ tiền ra, tối ngày hôm nay nhất định phải chơi thật vui. Đại tá Fukaya thường xuyên trước mặt tôi nói là anh rất hào phóng rộng rãi, không câu nệ tiểu tiết. Hôm nay coi bộ đúng là như vậy, chúng ta rất hợp nhau. Nè, cùng nhau cạn một ly. Cạn. Cạn nào, cạn. Cạn nào. Cạn. Cạn. Thư ký trưởng Oda, tôi chúc cậu tiền đồ vô lượng, cũng chúc việc làm ăn của chúng ta càng lúc càng tốt nha. Ê, ông chủ nhân, tôi và ông đã hợp tác nhiều năm trời. Tôi tốt, tức là ông tốt mà. Phải đó. Sau này thư ký trưởng Oda hãy giúp đỡ tôi. Nào, chúng ta càng đi. Càng một ly. Thư ký trưởng đại nhân, đã muốn chơi thì phải chơi cho thật vui, rượu ngon và gái đẹp, thiếu một thứ không được. Nobira. Tôi thấy Nạp Lan và Giang tiểu thư xứng đôi vừa lứa, hay là Giang lão gia tác thành cho họ đi. Người Trung Quốc có câu nói rất hay là người yêu nhau sẽ thành vợ chồng. Trời, thôi không chơi nữa đâu, mọi người đem tôi ra đùa giỡn hoài. Cha. Nobira, tuy anh là cao thủ tình trường nhưng mà không được ghép đôi lung tung đâu. Anh Nạp Lan, nếu như anh rảnh rỗi, anh nên hẹn đại tá Fukaya ra ngoài đi chơi trò chuyện. Chắc cô ấy và anh có rất nhiều chủ đề để nói với nhau. Trời đất ơi, đúng là thư ký trưởng Oda biết nhìn người mà. Với gia thế và nhân phẩm của Đông thiếu gia, chỉ có quen đại tá Fukaya thì mới không hạ thấp thân phận của mình thôi. Cậu và cô ấy thì mới được coi là trai tài gái sắc. Nếu hai người trở thành vợ chồng á, thì cậu nhất định phải cảm ơn thư ký trưởng Oda nghe. Nào, cạn tiếp. Cạn đi. Lưu Ly Tử, chúc mừng Nạp Lan thiếu gia một bước lên mây, tương lai rất rộng mở. Tin vui này được lan truyền nhanh quá, có phải không vậy hả? Nè Lưu Ly Tử, tới rất đúng lúc. Bây giờ tôi chơi ván cuối cùng, hay là cô chơi giùm tôi đi? Được thôi. Nào, anh Nạp Lan. Một đôi bồi và một đôi xì, bài của tôi lớn hơn. Tôi cược trước ha. 10,000. Chơi lớn vậy. Chúng tôi cũng theo. Vậy tôi cũng theo luôn. Ông chủ Giang theo, tôi cũng theo. Theo 10,000, cược hết. Ngay cả bài cô cũng không coi mà dám cược hết tiền à? Bài của tôi vốn dĩ khắc bài của người khác, có phải không thư ký trưởng Oda? Cho nên không cần coi lá cuối. Tự tin vậy sao? Tôi không theo. Tôi cũng không theo nữa đâu. Theo thì theo. Ba con bồi. Ô, mà lớn quá vậy. Thắng rồi. Anh vui không? Rất vui. Thư ký trưởng Oda, đúng là người cược cuối cùng lúc nào cũng lợi hại. Tôi chẳng qua chỉ là hưởng kém may mắn của Luli Tử tiểu thư thôi. Không sao đâu Nạp Lan. Người Trung Quốc có câu nói là chơi bài thu tiền thì tình duyên mới may mắn. Chỉ cần tình duyên may mắn là đủ rồi, phải không Giang tiểu thư? Thư ký trưởng Oda, anh thắng nhiều tiền như vậy, anh muốn thưởng cho tôi cái gì? Cô muốn tôi thưởng cái gì cho cô đây? Giang tiểu thư, hay là chúng ta đi khiêu vũ đi? Được thôi, đi khiêu vũ với tôi đi.
đi. Được thôi, nào đi. Đi đi thôi. Có phải là Nạp Lan Đông thiếu gia rất ghét tôi không? Tại sao lại ghét? Giang tiểu thư rất dễ thương đoan trang, chắc chắn không có người nào ghét cô đâu. Nhưng mà lúc nãy khi thư ký trưởng Oda phản đối chuyện chúng ta hẹn hò, sao anh không nói một lời nào hết? Anh cũng biết rõ cha tôi chuyện gì cũng nghe theo thư ký trưởng Oda. Anh ta không đồng ý, cha tôi chắc chắn cũng không đồng ý. Chuyện này tôi không hiểu nổi. Ông chủ Giang kinh doanh làm ăn rất lớn, tại sao phải nghe theo thư ký trưởng Oda? Nếu thật sự là như vậy thì ông ấy ở trên thương trường còn chính kiến gì nữa chứ? Tôi nói thật cho anh biết nha, thư ký trưởng Oda cho cha tôi vận chuyển thuốc viện. Suốt mấy năm nay ở bến tàu Thập Lục Phố, chỉ có tàu của cha tôi được chở thuốc viện thôi. Tuy rằng cha tôi đang kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau, nhưng mà bây giờ ai mà không biết, chỉ có kinh doanh thuốc viện mới kiếm nhiều tiền. Tại vì thư ký trưởng Oda đó, anh ta nắm thớp của cha tôi rồi, nên cha tôi không thể không nghe theo anh ta. Ồ, thì ra là như vậy. Tôi mặc kệ đó, anh mà nói rõ với thư ký trưởng Oda đó đi. Không lẽ anh thật sự rất thích đại tá Fukaya hả? Nói thật lòng, cô hiền lành, dịu dàng hơn của ta. Lưu Ly tử, cô làm việc ở cung Lưu Ly vất vả như vậy, có muốn rời khỏi đây hay không? Tôi ở đây quen rồi, rời khỏi đây tôi biết đi đâu chứ. Đi theo tôi sẽ nuôi cô. Anh nuôi tôi sao? Anh nuôi nổi không đây? Tôi thật sự không nói giỡn với cô đâu. Tôi thật sự rất thích cô. Tôi muốn cho cô cuộc sống sung sướng tốt đẹp hơn. Một cô gái giống như tôi, khi tôi còn trẻ mọi người đều yêu, tới khi tôi già mọi người đều chê bai. Cho dù rời khỏi cung Lưu Ly thì tôi cũng chắc chắn bị mang tiếng xấu tới cuối đời. Thư ký trưởng Oda tiền đồ rộng mở, không nên vì tôi mà tự hủy hoại tiền đồ. Không sao đâu, sau này tôi có thể sắp xếp thân phận khác cho cô. Chỉ cần cô đồng ý theo tôi, không ai biết được quá khứ của cô. Phim được dịch và lồng Lưu Ly tử, tại phim TV. Tôi biết rõ lúc nãy tôi nói với cô những lời đó đúng là hơi đường đột, nhưng mà tôi thật sự rất nghiêm túc thương lượng với cô tương lai của cô. Cô hãy suy nghĩ thật kỹ. Nếu như cô đã đưa ra quyết định, nói tôi nghe, tôi lập tức sắp xếp cho cô. Mời cô. Thư ký trưởng Oda khiêu vũ đẹp quá trời. Ê, không có, không có. Thư ký trưởng Oda không chỉ khiêu vũ rất đẹp mà còn uống rượu cũng giỏi. Phải, mời nào, uống một ly. Cạnh. Con gái à, mau rót rượu cho thư ký trưởng đi cô. Dạ. Nè, thư ký trưởng Oda. Cảm ơn. Thư ký trưởng Oda, rót cho tôi ly rượu. Việc làm ăn của tôi sau này nhất định cậu phải giúp đó nghe. Em chủ Giang, ông nói gì vậy? Nào uống thêm ly nữa nghe. Thư ký trưởng Oda, vì sự hợp tác của chúng ta sau này. Xin lỗi, để tôi lau cho. Tiểu thư, có cần vào nhà vệ sinh rửa cho sạch không? Nào, chúng ta cạn đi. Cạn đi. Thư ký trưởng, xin lỗi nha, tôi muốn vào nhà vệ sinh. Đi. Thật lễ. Cạn. Nào, thật lễ. Thư ký trưởng à, nào, mời. Oda
đã nói gì với em? Không liên quan tới anh. Chuyện của hắn đúng là không liên quan tới anh, nhưng mà chuyện của em thì có liên quan tới anh đó. Có phải hắn là mục tiêu tiếp theo của em không? Anh tự lo cho mình trước đi, tôi không cần anh lo đâu. Anh không làm được đâu. Oda và Shimizu không giống nhau. Nếu em ám sát hắn, em chắc chắn sẽ chết. Cho dù tôi có chết, tôi cũng không cần anh lo. Em có thể từ chối anh, nhưng em không thể ngăn cản anh tốt như em. Khiêu vũ rất đẹp quá. Mời ngồi đi. Mời ngồi. Ây cha, thật không thể ngờ anh Đập Lan khiêu vũ đẹp tới như vậy. Nếu như có thời gian nhất định phải dạy tôi, sau này tôi cũng có thể cùng Lưu Ly Tử khiêu vũ đẹp hơn nữa. Anh Oda muốn học tôi có thể dạy cho anh mọi lúc mà. Nói tới chuyện học tôi mới nhớ, hoàng đế của chúng tôi rất muốn học anh Oda phương pháp quản lý. Hay là vậy đi, tôi tới chỗ anh. Những lúc anh làm việc tôi sẽ theo anh học, những lúc anh không làm việc tôi sẽ dạy anh khiêu vũ, có được không? Đây đúng là ý kiến hay. Nè, chúng ta uống rượu. Cạn ly. Cạn ly. Anh Nomura đâu? Sao tôi không thấy? Rồi còn Vô Ngân nữa. Lúc nãy Nomura không cẩn thận làm đổ rượu lên đầu Vô Ngân. Vô Ngân vừa đi, Nomura đã đi vào nhà vệ sinh, lát nữa sẽ quay lại. Tôi mới từ nhà vệ sinh quay lại, không nhìn thấy Nomura. Để tôi đi tìm anh ta. Cô gái nhỏ, cô từng dùng súng chưa? Từng giết người chưa? Cô bắn đi. Thưa cái chữ Oda. Vô Ngân, đừng sợ. Sao anh lại tới đây? Anh còn dám nói? Nhìn xem anh làm cái gì kìa. Tới hết rồi. Cô ta chỉ là con bé phục vụ thôi mà. Ai cho phép anh đối xử với người ta như vậy? Lát nữa tôi sẽ trừng trị anh theo quân pháp. Cút. Dạ. Tôi không có hứng thú với cô. Còn nói. Không sao đâu. Cô. Dạ. Lưu Ly Tử, cô yên tâm, tôi chắc chắn xử lý nghiêm khắc chuyện này. Tôi xin lỗi.
Mình đi thôi cha. Xin lỗi em, xin lỗi em. Chị không bảo vệ được em. Chị xin lỗi. Miệng đánh đi. Nomura đúng là tên súc sinh. Cũng may lần này bị chủ nhân của hắn bắt quả tang. Để coi thử hắn nhận kết cục gì đi. Chỉ sợ là không có kết cục gì hết. Hả? Oda sẽ không trừng phạt Nomura đâu. Tại sao vậy? Em đừng có thấy Oda dùng lời lẽ nặng nề mắng chửi Nomura mà lầm đó. Hắn giả bộ mắng chửi như vậy để cho chúng ta thấy mà thôi. Em nghĩ coi, lúc nãy khi vừa mới biết Nomura nói dối, Oda đã đi tìm Nomura ngay lập tức. Nhưng mà từ đầu tới cuối hắn không kêu Nomura xin lỗi Dù Ngân. Vậy có nghĩa là trong lòng hắn vốn dĩ không cảm thấy Nomura làm vậy là đắc tội với Dù Ngân. Hắn chỉ cảm thấy bị mất thể diện thôi. Vậy thì phải làm sao đây? Chúng ta phải đòi lại công bằng cho Dù Ngân chứ tiểu thư. Dù Ngân thật sự rất đáng thương. Nhưng mà sự công bằng này, e rằng trong chốc lát chúng ta không thể đòi lại được. Oda đã nói rằng trừng trị Nomura theo quân pháp. Trừng trị theo quân pháp là gì chứ? Nó có nghĩa là những chuyện của ban thư ký bọn chúng, chúng ta không thể nào can thiệp vô, cũng không thể dò hỏi. Chúng ta vốn dĩ không thể biết được hắn sẽ xử lý như thế nào. Chiêu này là một công đôi việc. Hắn không cho chúng ta truy cứu gây bất lợi cho Nomura. Hắn làm như vậy vừa bảo vệ được Nomura, vừa ngăn cản được chúng ta. Nếu như những ngày sắp tới Nomura có bị tấn công bất ngờ thì chắc chắn là chúng ta trả thù hắn ta. Oda thật sự rất thông minh. Chỉ nghĩ rằng trên đường đi tìm Nomura, Oda chắc chắn nghĩ ra cách đối phó chúng ta rồi. Oda đáng ghét. Cũng may tiểu thư đoán trước sự việc, đưa cho Vô Ngân một cây súng. Nếu không thì lần này Vô Ngân lại bị người ta cưỡng bức. Nước gần đây, lần đầu tiên nấu, đích thân tôi xuống bếp đó. Mau nấu cho các cô uống đó, mỗi người một chén ha. Vẫn là Nạp Lan thiếu gia chu đáo. Mau uống đi. Ai thèm uống nước gừng của anh chứ? Ai cho anh vô đây hả? Ra ngoài đi. Đây là phòng của Tẩy Tâm mà, cô ấy không đuổi anh, em có quyền gì đuổi anh chứ? Nè, phải, đây là phòng của con gái, không được vào. Nạp Lan thiếu gia, anh mau ra ngoài. Khoan. Tôi tốt bụng nấu nước gừng cho các cô đã đuổi tôi sao? Tôi không uống nước gừng của anh đâu, anh bưng nước gừng thúi của anh ra đi. Chỗ chúng tôi không có gian tiểu thư hại tiểu thư, không có ai để anh dụ dỗ. Anh muốn đi đâu dụ con gái thì cứ đi đi. Em đừng có không biết điều đó nha. Nè, anh mới là không biết điều đó, anh là kẻ xấu xa. Lúc nãy rõ ràng tôi nhìn thấy anh với Giang tiểu thư ôm chặt lấy nhau, hai người dính nhau như sam vậy. Anh là kẻ xấu trơ trẽn không biết nhục, bây giờ còn dám vào phòng của chúng tôi. Có chuyện tôi nói với Cảnh Trương Âu Dương, anh ấy đánh anh một trận đó. Uống nước gừng của tôi mà dám nói chuyện với tôi kiểu đó hả? Tôi trả anh. Anh ra ngoài cho tôi. Anh mau ra ngoài đi. Tiểu thư, có phải lúc này tiểu thư hơi lạnh nhạt vô tình với Nạp Lan thiếu gia không? Em cảm thấy anh ấy tội nghiệp lắm. Tội nghiệp cái gì chứ? Anh ta giả bộ tội nghiệp thôi. Tình khốn kiếp đáng ghét dối trá đó, chị không thèm để ý anh ta đâu. Để anh ta đi càng xa càng tốt. Chị thật sự không thích anh ta. Anh ta tới làm gì? Ê, lúc nãy em mắng chửi anh ta mà, sao tự nhiên giờ bên anh ta hả? Nếu bắt em chọn giữa Nạp Lan thiếu gia và Cảnh Trưởng Âu Dương thì em không cần suy nghĩ mà sẽ chọn Nạp Lan thiếu gia ngay lập tức. Nhưng bắt em chọn giữa chị và Nạp Lan thiếu gia thì em chắc chắn phải chọn chị rồi, phải không? Uống hết nghe chưa? Đâu đâu không? Trời ơi, có kìa, đàn ông gì mà uống yếu quá trời. Ê, Đông. Nè, uống hết đi. Đã lâu không gặp rồi. Xíu làm cái gì vậy? Ê, một mình thôi sao? À, không có, đi chung với mấy anh em trong sở cảnh sát. Nè, con cậu, trước ít khi thấy không có ai bên cạnh cậu. Vừa đi. Có rảnh nói chuyện một chút không? Ờ có. Theo tôi. Đi. Lâu lắm rồi chúng ta không được đứng cùng nhau nói chuyện như vậy. Chắc là lâu rồi. Không nhớ nổi nữa. Lúc còn ở trường quân sự, chúng ta có bận cũng thường tụ tập với nhau, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Lúc đó đã nghĩ đợi sau khi tốt nghiệp rồi sẽ cùng nhau phát huy những gì học được, phụng sự nước nhà, gây dựng sự nghiệp. Đúng là không biết trời cao đất dày. Thời điểm đó là ngựa non háu đá, chưa trải sự đời, tâm sự đơn thuần, cũng rất tự do.
không như bây giờ. Làm chuyện gì cũng phải suy xét nhiều thứ, sống quá mệt mỏi. Thân Dương Thế Tử sống trong nhung lụa ngang tàn không sợ ai, cũng nói ra những lời ưu tư sầu muộn này. Chuyện này mà đồn ra ngoài e là không ai dám tin. Cậu lại chê cười tôi. Tôi chỉ đang cảm thán cuộc sống vô tư vô lự như trước đây bây giờ chỉ có thể là hồi ức thôi. Nếu như thời gian quay ngược lại, tôi thà trở về quãng thời gian bản thân còn mông lung với thế giới này. Tôi không muốn trở về. Quá khứ của tôi không giống như anh. Từ nhỏ tôi đã biết phải chịu đói chịu khát ra sao. Lớn một chút thì phải giúp đỡ cha mẹ, nên biết rõ cái gì là cúi đầu nhịn nhục. Nếu như không nhờ đọc được tin tức tuyển học viên của trường quân sự trên báo, người ta dứt đi, chỉ cần vượt qua kỳ thi, đủ sức khỏe là có thể nhập học. Tôi vốn không có cơ hội tiếp nhận giáo dục quân sự chính thống. Tôi nghĩ con đường này khó khăn hơn nhiều so với tôi tưởng tượng. Nhưng mà điều tức cười là những khó khăn này không phải là chiến trường đem tới cho tôi. Cuối cùng tôi đã hiểu ra, chỉ khi bản thân trở nên mạnh mẽ hơn mới thực sự tránh xa được tổn thương. Bởi vì sống trên đời này, không phải cậu không hại người thì người ta sẽ không làm tổn thương cậu. Tại sao lại nhìn tôi như vậy? Suy nghĩ của cậu cũng không như trước đây. Phim được dịch và lồng thực ra không đổi. Tôi trước đây cũng đã nghĩ như vậy, làm nên sự nghiệp phụng sự nước nhà. Bây giờ tôi vẫn nghĩ như vậy, chỉ là tôi đã hiểu ra có thể đi con đường nào. Cậu xem, cũng giống như bầu trời đầy sao này vậy, có sáng có tối. Người khác không nhìn thấy chỉ vì nó không đủ ánh sáng mà thôi. Cậu nhìn những ngôi sao đó đi, có những ngôi sao sáng hơn là bởi vì chúng ở thấp hơn, cự ly bay dài hơn, gần chúng ta hơn, cho nên mắt thấy chưa chắc là sự thật. Gặp chuyện gì phải phân tích trước mới phán đoán ra là thật giả. Tôi không nghĩ vậy. Cũng như bọn người Nhật, mưu đồ xâm lược của chúng đã lộ rõ từ lâu rồi, còn cần phán đoán gì nữa? Miyashita dung tay trong khoảnh khắc, hơn 300 tính mạng của đồng bào vô tội cứ vậy mà không còn. Bởi vì hắn hùng mạnh là có thể nắm trong tay quyền sinh sát hơn cả chính quyền sao? Triệt à, cậu vẫn chưa hiểu rõ. Quyền lực trong tay Miyashita không phải của bản thân hắn, mà là quốc gia của hắn ban cho trong giai đoạn đặc biệt này. Hùng mạnh mà cậu nói đó, phải là nước mạnh, dân mới mạnh được. Trước đây suy nghĩ về lý tưởng của chúng ta giống nhau, tại sao hôm nay lại hoàn toàn trái ngược nhau? Đông à, hay là chúng ta cứ làm như lý tưởng của bản thân, xem thử rốt cuộc phương pháp của ai là đúng. Xem ra đêm nay chúng ta không ai thuyết phục được ai rồi. Đúng vậy. Cũng tốt. Vậy chúng ta ai làm việc đấy, xem kết quả. Xem kết quả thôi thì nhàm chán lắm, chỉ bằng hai chúng ta cược thử xem. Cậu muốn cược thế nào? Lưu Ly Tử, tôi biết cậu cũng thích cô ấy, chỉ là bấy lâu nay không nói ra thôi. Hôm nay chúng ta nói rõ đi, tôi cũng không vòng vo nữa. Ai thắng, người đó sẽ có được cô ấy. Cô ấy không phải vật sở hữu của ai, không nên lấy ra cược đâu. Không, nói trắng ra tôi cược không phải bản thân cô ấy, mà là một lời hứa giữa hai người đàn ông. Ai thua phải mãi mãi rời xa cô ấy. Cậu có dám cược với tôi không? Tôi đang rầu là quan hệ giữa ba chúng ta phải giải quyết sao đây. Được, đây cũng được xem là cách nhanh nhất. Tôi chấp nhận. Thú vị lắm. Thì ra cá cược quả thực khiến cho người ta có thể bừng bừng nhiệt huyết.